attacked my neighbor. You think someone attacked your neighbor? Yes. I heard yelling. Vừa rồi là nội dung của cuộc gọi báo án. Đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ đang run rẩy. Cô cung cấp cho cảnh sát địa chỉ nơi xảy ra vụ án. Tuy nhiên cô không tiết lộ danh tính của mình cũng như nạn nhân. Cảnh sát nhanh chóng đi đến hiện trường theo lời báo án ở thị trấn Stamford, Connecticut, tiểu bang Connecticut, Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nạn nhân khi đó đã tắt thở trong căn nhà không bóng người. Tờ lịch trên tường khi đó đang là ngày 8 tháng 11 năm 2002. Theo điều tra ban đầu, nạn nhân tên Anna Lisa Cremondo, 32 tuổi, từ nhỏ đã cùng gia đình sống và sinh hoạt tại tiểu bang Michigan, Hoa Kỳ. Bố mẹ Anna là người Philippines, cùng là những bác sĩ giỏi và giàu có. Đặc biệt hơn, họ cùng hết mực dành tình yêu thương và sự giáo dục tốt nhất cho con gái cưng của mình. Vì lẽ đó, không đáp lại sự kỳ vọng của bố mẹ, Anna sớm xuất sắc hoàn thành chương trình đại học tại Đại học Harvard và căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng, vốn là món quà mà Anna được bố mẹ tặng làm quà tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp không lâu, Anna đã vào làm tại công ty dược phẩm tư nhân có tên là Purdue Pharma. Với khả năng luôn làm rất tốt mọi việc được giao thì Anna được cấp trên lẫn các đồng nghiệp yêu mến. Tuy nhiên, không lâu trước khi qua đời đột ngột, thời điểm mà Anna vốn đang được cấp trên cất nhắc để thăng chức, cô bất ngờ có quyết định táo bạo là xin nghỉ việc để đến một công ty khác ở New Jersey. Trong thời gian chuẩn bị xin nghỉ việc thì Anna không thường xuyên đến công ty mà chỉ đến đó 1 đến 2 lần một tuần để xử lý các công việc cần thiết. Trong quá trình đến thẩm vấn một số đồng nghiệp tại công ty Anna, cảnh sát thu thập thêm một tin quan trọng khác, đó là thời điểm đó Anna đang yêu một chàng trai cùng công ty, người khá điển trai có tên là Nelson Sessler. Nelson lập tức bị điều tra vì nghi ngờ có liên quan đến sự ra đi đột ngột của bạn gái. Tuy nhiên, sau quá trình thẩm vấn, Nelson nhanh chóng thoát khỏi danh sách nghi phạm vì có bằng chứng ngoại phạm hợp pháp. Quay trở lại manh mối duy nhất là dấu vết và hình ảnh thu thập từ hiện trường. Cảnh sát thu thập được thông tin quan trọng từ đội pháp y, phát hiện vết máu trên bồn rửa mặt không phải của nạn nhân và khả năng lớn đó là của hung thủ. Tuy nhiên, khi chưa xác định được danh tính của người gây án, mẫu máu này cũng không nói lên được điều gì. Chính vì thế, vụ án của Anna gần như đi vào bế tắc. 5 tháng sau, ngày 22 tháng 3 năm 2003, trong khi cảnh sát vẫn chưa lần ra tung tích của hung thủ trong vụ án Anna, họ lại bất ngờ tiếp nhận cuộc điện thoại từ người dân báo về vụ án khác trên xe ô tô. Cảnh sát gần đó nhanh chóng chạy đến và thấy hai người trong chiếc xe được báo cáo. Trong đó, một người đàn ông đang ôm vết thương và một phụ nữ ngồi cố thủ trong xe. Lập tức, cảnh sát yêu cầu người phụ nữ xuống xe và đưa người đàn ông trong tình trạng nguy kịch đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi hồi tỉnh, người đàn ông đã khai báo bản thân tên là Paul Christos và người phụ nữ gây ra mọi chuyện chính là vợ anh, Sheila Davalo. Sheila bị bắt để điều tra. Trong quá trình thẩm vấn, Sheila liên tục nói việc chồng mình bị thương chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn. Tuy nhiên, cảnh sát không tin những gì cô nói. Họ đến nhà cặp vợ chồng này và tìm đến xe ô tô của cả hai để thu thập bằng chứng, thậm chí là mọi thông tin trong điện thoại di động của Sheila. Tại đây, cảnh sát sững người phát hiện ra một chi tiết không ngờ tới. Người mà Sheila thường xuyên liên lạc chính là Nelson, bạn trai của cô gái quá cố, Anna. Mọi chuyện có lẽ sẽ thật thiếu sót nếu không bắt đầu từ người phụ nữ với gương mặt thanh thoát, Sheila Davalo. Sheila, 34 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Iran trong một gia đình đạo Hồi. Bố mẹ Sheila cũng thuộc tầng lớp trí thức khi một người làm trong lĩnh vực y tế, còn người kia là nhà nghiên cứu khoa học. Với sự siêng năng và đồng lòng thì cả hai ông bà ngày đêm làm việc và tạo ra của ăn của để giúp gia đình Sheila trở thành một trong những gia đình thuộc tầng lớp giàu có. Năm 1970, khi mà Sheila tròn 1 tuổi, thế sự tại Iran bắt đầu có những chuyển biến tiêu cực với nhiều cuộc bạo loạn, nổi dậy, nhen nhóm và bùng lên. Vì vậy, bố mẹ Sheila quyết định cả nhà sẽ cùng chuyển đến vùng đất triển vọng hơn để sống, đó là Hoa Kỳ. Nhờ hiểu biết và có nhiều mối quan hệ tốt, bố mẹ Sheila dễ dàng mua được một ngôi nhà đẹp ở một khu phố khá giàu có tên là Yorktown Heights ở New York và bắt đầu cuộc sống mới ở đó. Không lâu sau khi đến đây,
mẹ Sheila mang thai lần nữa. Lần này bà có bầu một bé trai. Thế nhưng sự thật nghiệt ngã là trong khi người chị Sheila rất thông minh, cậu em trai lại đối ngược hoàn toàn. Từ khi chào đời và cho đến khi có nhận thức, cậu bé không được lanh lợi cho lắm. Bác sĩ chẩn đoán cậu bé mắc phải một chứng bệnh thần kinh nặng, do đó trí não sẽ không phát triển được như người bình thường. Kể từ đó, bố mẹ Sheila nuôi dạy em trai cô trong âm thầm. Họ không muốn người khác biết được rằng là gia đình họ có một đứa bé đang mắc bệnh tâm thần. Điều này làm cho nhiều người và kể cả hàng xóm nghĩ rằng Sheila là con một trong gia đình. Sheila được bố mẹ nuông chiều từ khi còn nhỏ. Họ đăng ký cho cô vào học tại một trường tư nổi tiếng ở New York lúc bấy giờ và mong rằng sau này Sheila sẽ nối gót họ làm việc trong ngành y danh giá. Và Sheila đã không làm bố mẹ cô thất vọng. Tại trường, Sheila luôn đạt được thành tích xuất sắc, điểm số của cô luôn cao ngất ngưỡng. Điều này khiến ông bà Davalo thêm tự hào về cô. Sheila nhận được tình yêu thương vô bờ bến từ bố mẹ. Cho đến khi bước vào độ tuổi dậy thì, Sheila bắt đầu có những cảm xúc với bạn khác giới và cũng là lúc cô dần có những cảm nhận khác về bố mẹ mình. Trong khi ông bà mong muốn Sheila trở thành một người Hồi giáo như họ, điều này đồng nghĩa với việc đó là rào cản cho Sheila khi tiếp xúc với những bạn học nam. Bởi đối với hầu hết người Hồi giáo Iran, việc nữ giới giao du và đi chơi riêng với nam giới gần như là một điều cấm kỵ. Sheila bị quản thúc trong việc này, cô không được phép đi chơi một mình với bất kỳ một người bạn nam giới nào, vì cô là một người Hồi giáo. Thế nhưng với Sheila, điều này thật vô lý. Càng lớn thì Sheila càng có suy nghĩ đối nghịch với bố mẹ về việc này. Nhiều lần Sheila đã thẳng thắn trao đổi và có chút đôi co với bố mẹ mình về chuyện cô muốn gặp gỡ và hẹn hò. Thế nhưng phần lớn những cuộc tranh luận, cô đều là người thua cuộc. Thời gian trôi qua, Sheila cuối cùng cũng tốt nghiệp trung học. Cô quyết định sẽ theo học chuyên ngành hóa sinh tại Đại học Stony Brook, Đại học bang New York. Năm đó thì Sheila 18 tuổi. Đây cũng là độ tuổi hợp pháp để kết hôn ở bang New York. Bố mẹ cô quyết định mai mối cho cô lấy một người Iran tên là Farid Mosavi, lớn hơn Sheila 7 tuổi. Vì không tranh luận được với bố mẹ, nên Sheila quyết định làm theo ý họ. Một phần vì cô cũng tò mò việc sẽ như thế nào nếu cô gần gũi với một người khác giới, điều mà trước giờ cô không được bố mẹ cho phép. Hôn lễ của Sheila và Farid sớm được tổ chức. Chồng của cô là một người có công việc ổn định và khá trưởng thành trong suy nghĩ. Tuy nhiên sau khi trở thành người phụ nữ có gia đình, Sheila lại cảm thấy có điều gì đó không phù hợp. Những gì Sheila phải trải qua không như những gì cô tưởng tượng và trông đợi. Sheila lờ mờ nhận ra vấn đề xuất phát từ việc cô không có tình cảm yêu đương đối với chồng của mình. Để rồi chính những giây phút nhận ra vấn đề đó đã khiến Sheila bắt đầu có những cái nhìn khác đối với những bạn học nam cùng trường. Trong một lần học nhóm, Sheila đã gặp một người con trai lớn hơn cô 2 tuổi. Người này tên là Paul Christos, trợ giảng cho nhóm nghiên cứu của Sheila. Người mà có thể nói hoàn hảo đến mức khiến cô không khỏi động lòng từ lần gặp đầu tiên. Ngược lại, khi trông thấy Sheila và ánh nhìn long lanh của cô, Paul cũng dần có một cảm giác rất đặc biệt. Anh say đắm nụ cười của Sheila, chiếc răng cửa duyên dáng tạo điểm nhấn. Không những thế, cô lại có một mái tóc đen và màu mắt nâu trông rất kỳ lạ và cuốn hút. Càng tiếp xúc, Paul càng bị thu hút. Mỗi lần Sheila và Paul chạm mắt nhau trong nhóm học, Sheila đều nở một nụ cười có phần bí ẩn. Dần dần, tình cảm của cả hai ngày càng nảy nở và phát triển đến một mối quan hệ lãng mạn. Sheila và Paul bắt đầu có những cuộc gặp gỡ bên ngoài. Họ cùng đi chơi, tâm sự và quan tâm nhau như một cặp đôi thực thụ. Trong khi Paul không hề biết rằng Sheila sớm đã có gia đình. Trong vòng 3 tháng sau đó, cặp đôi bắt đầu có nhiều cử chỉ thân mật hơn. Thậm chí là vài lần Paul đã đến thăm nhà của Sheila tại Manhattan. Cả hai có những đêm thân mật bên nhau, khiến tình cảm của họ ngày càng trở nên mặn nồng. Nhưng trong những lúc Paul đến nhà Sheila, chẳng lẽ chồng cô không bắt gặp cảnh này? Thực chất, vợ chồng Sheila và Farid có đến 2 căn nhà. Một căn nhà chính ở New Jersey, một căn nhà phụ ở Manhattan. Hầu hết thời gian, Farid, chồng của Sheila, chỉ ở căn nhà chính tại New Jersey. Do đó, Paul khi đến Manhattan không hề biết đến sự tồn tại của Farid, dần ngược lại. Bằng những lời nói dối ngon ngọt, Sheila đã thành công che giấu được sự thật về cả phía người chồng và nhân tình của mình.
Thế nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Farid bằng một cách nào đó đã phát hiện ra việc vợ mình có nhân tình bên ngoài. Anh đã vô cùng bất ngờ vì điều này. Bởi Sheila là một người theo đạo, cô ấy có gia đình chuẩn mực và cô ấy là một người trí thức, nhưng rốt cuộc lại lựa chọn hành xử trái đạo đức. Một buổi sáng, thấy Sheila đang ngủ say trong căn nhà của đôi vợ chồng này ở New Jersey, thì Farid quyết định sẽ tìm đến gặp Paul để nói hết toàn bộ sự thật và khuyên ngăn hai người không tiếp tục làm những điều sai trái nữa. Tính tới thời điểm này, mối quan hệ ngoài luồng của Sheila đã kéo dài được 1 năm 6 tháng. Paul đang ở Manhattan làm việc. Paul nhận được cuộc gọi của số điện thoại lạ thì anh bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông. Anh giới thiệu mình tên là Farid và là chồng của Sheila. Khi đến điểm hẹn, hai người đàn ông gặp nhau. Paul nhận thấy Farid là một người đàn ông điềm tĩnh, cư xử đúng mực và không có chút nào thô lỗ với nhân tình của mình lúc bấy giờ là Paul. Farid nói toàn bộ sự thật về Sheila, rằng cô đã có gia đình, hai người đã kết hôn được gần 7 năm và Farid mong Paul không tiếp tục gặp vợ mình nữa. Trong lòng Paul bắt đầu có cảm giác hoảng loạn, bởi chỉ cách đó không lâu, anh còn dự định sẽ cầu hôn Sheila. Nhưng giờ đây đứng trước mặt anh lại là người tự xưng là chồng của cô ấy. Cuối cùng, Paul cũng đồng ý đi theo Farid đến New Jersey để làm rõ mọi chuyện. Khi chiếc taxi dừng lại trước cửa một ngôi nhà rộng rãi, Farid tiến đến mở cửa ngôi nhà và gọi. Sau đó là tiếng của Sheila trả lời. Paul vô cùng ngạc nhiên khi trông thấy Sheila. Ngay lập tức, anh chất vấn liệu đây có phải là chồng cô. Sheila gật đầu, suy sụp trước sự thật đó. Paul lẳng lặng quay lưng đi. Anh bắt taxi, quay trở về Manhattan. Sheila sau đó dĩ nhiên không để yên mọi chuyện. Cô ta lần nữa gọi cho Paul và giải thích về cuộc hôn nhân gượng ép, sẵn tiện gắn cho Farid cái danh gã chồng gia trưởng để biến mình thành nạn nhân. Nghe xong, Paul một lần nữa chọn tin Sheila và quyết tâm giúp cô thoát khỏi cuộc hôn nhân tồi tệ. Ngay đêm sau cuộc gặp giữa Sheila với Paul tại căn nhà ở New Jersey, trong khi Farid đang ngủ thì đột nhiên anh tỉnh giấc vì nghe thấy trong nhà có một mùi lạ. Anh xuống bếp kiểm tra thì bàng hoàng nhận ra bếp ga đang bật, trong khi các cửa sổ đều bị đóng kín. Farid nhanh chóng tắt bếp, mở tất cả các cửa để không khí thông thoáng. Trong giây phút đó, anh biết người làm chuyện đó là ai. Và anh biết Sheila đã không muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này đến mức sinh lòng ác độc như vậy. Cuối cùng, Farid quyết định chấp nhận yêu cầu ly hôn của Sheila. Mặc dù đã được như ý nguyện, thế nhưng khi đã cầm quyết định ly hôn của tòa án trong tay, trước mặt Paul, Sheila đột nhiên khóc và nói rằng mình vừa hủy hoại cuộc đời của Farid. Paul đã an ủi cô rằng mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua đi. Vài năm sau đó, Sheila hoàn thành xong bằng thạc sĩ và xin vào làm ở một công ty dược phẩm tên là Purdue Pharma, công ty dược phẩm hàng đầu của Hoa Kỳ khi đó. Tại đây, Sheila nhận được công việc nghiên cứu dữ liệu về dược với mức lương rất cao, trong khi Paul làm nghiên cứu và giảng dạy tại Đại học Columbia. Tính tới thời điểm đó, cả hai đã yêu nhau đủ lâu nên quyết định sẽ kết hôn vào tháng 5 năm 2000. Nhưng mọi chuyện chẳng suôn sẻ. Hơn nửa tháng trước ngày cưới, Sheila nói với Paul cô muốn cùng với những cô bạn gái thân thiết có một chuyến đi Pháp khoảng 10 ngày trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân lần nữa. Paul đã vui vẻ đồng ý bởi anh cũng khá bận rộn, không thể đưa cô đi chơi thường xuyên. Thực chất, Sheila đã nói dối, cô không đi cùng bạn mà đi một mình. Tại Pháp, cô ta lén lút gặp gỡ và qua lại với chàng trai người bản địa, một người cuốn hút về mặt thể hình lẫn phong cách nói chuyện. Họ nhanh chóng có một đêm ân ái với nhau, bất chấp việc Sheila sắp lấy chồng. Sau mối tình một đêm đó, Sheila trở về New York trong luyến tiếc, tâm trạng của cô gần như càng lúc càng tồi tệ hơn. Dù vậy, cuối cùng, cô ta vẫn quyết định lấy Paul. Hôn lễ diễn ra vào ngày 28 tháng 5 năm 2000. Sau lễ cưới, Paul và Sheila mua một căn nhà xinh đẹp nằm trong khu phố Pleasant Park, vùng ngoại ô New York. Khi đó, Paul vừa làm nghiên cứu và phụ trách công việc giảng dạy ở trường đại học, còn Sheila làm ở công ty dược. Sau về thời gian rảnh rỗi thì Sheila có phần thư thả hơn chồng. Và để mở rộng mối quan hệ với đồng nghiệp, Sheila thường nán lại sau giờ làm để cùng mọi người uống bia, trò chuyện. Tại chỗ làm, khi nói chuyện cùng mọi người, Sheila chưa bao giờ đề cập đến cuộc hôn nhân của mình. Vì thế, những người đồng nghiệp đều nghĩ rằng Sheila vẫn còn độc thân.
Đã một năm trôi qua kể từ khi kết hôn lần hai, Sila dường như bắt đầu có lại thói xấu trước kia từng sai phạm. Đó là đem lòng đông đưa với người đàn ông khác, không phải chồng mình. Lần này là với một thanh niên cùng công ty, có tên là Nelson Sessler. Nelson khi đó dù đang trong mối quan hệ với nạn nhân Anna, nhưng cho rằng dù sao công ty này khá rộng lớn, sẽ không có cơ hội nào để Sheila gặp Anna và ngược lại. Đó là chưa kể, Anna cũng vừa quyết định nghỉ việc tại công ty này khi đó. Mọi chuyện sẽ càng thuận lợi hơn nếu gã muốn có thêm mối quan hệ sau lưng Anna. Vì lẽ đó, Nelson chọn nói dối rằng mình độc thân. Sheila và Anna có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Trong khi Sheila khá kiêu ngạo, thường phớt lờ với những người mà cô cho là kém thông minh hơn mình, thì ngược lại, Anna rất nhẹ nhàng và ấm áp. Cô ấy được nhiều người yêu mến vì sự thông minh và tốt bụng thường trực. Dù vậy, có lẽ sự nhàm chán đã nhen nhóm ngọn lửa phản bội và che mờ mắt Nelson. Khi đó, với anh, người mới như Sheila có sức hấp dẫn hơn hẳn. Và rồi thế cuộc thay đổi khi một ngày nọ, Nelson được Anna mời đến nhà chơi. Khi nhìn thấy căn hộ cao cấp sang trọng của bạn gái, Nelson nhận ra đâu mới là định mệnh thay đổi cuộc đời mình. Anh ta nhớ về căn nhà chung mà bản thân đang ở, về nơi mà hàng ngày phải sử dụng phòng tắm với tận 4 phòng khác, và cả cô gái dù hấp dẫn nhưng không sao hoàn hảo được như Anna là Sheila. Nelson lập tức ngỏ ý muốn đến sống cùng với Anna. Trước lời đề nghị của người yêu, Anna vui vẻ đồng ý. Nelson bắt đầu lo lắng về mối quan hệ của anh và Sheila. Đối với anh, Sheila chỉ là một người bạn tình không hơn không kém. Hơn nữa, điều kiện của Anna quá tốt để anh ta không thể bỏ qua cơ hội này. Chính vì thế, anh ta quyết định sẽ chấm dứt mối quan hệ mập mờ với Sheila để tập trung vào Anna. Về phần Sheila, khi nghe thấy lời chia tay của Nelson, cũng là lúc cô ta biết đến sự tồn tại của Anna, người bạn gái lý tưởng và có thể là vợ tương lai của Nelson. Lúc bấy giờ, Sheila vẫn tỏ ra như không có chuyện gì. Ngoài mặt, cô đồng ý dừng mối quan hệ với Nelson. Tuy nhiên sâu bên trong, Sheila không nghĩ như vậy. Thực chất, cô ta đã lún chân quá sâu vào mối quan hệ sai trái với Nelson. Khi ngày càng lạnh nhạt hơn với chồng mình, thì cũng là lúc cô nhận ra Nelson quá hấp dẫn và quyến rũ đến mức không thể từ bỏ. Sheila bắt đầu tìm hiểu về Anna. Mặc dù cả hai làm việc ở những phòng ban khác nhau và cũng chưa chạm mặt nhau lần nào ở công ty, theo những thông tin thu thập được từ những người chung quanh và mạng xã hội, Sheila biết Anna là một cô gái có thể nói là hoàn hảo về mọi mặt, xinh đẹp, tài giỏi và đặc biệt là giàu có. Sheila nghĩ đó là tất cả những gì Anna sở hữu khiến Nelson chấm dứt mối quan hệ với mình. Dù vẫn đang có cuộc hôn nhân tưởng như là trọn vẹn cùng Paul, nhưng Sheila vẫn ngày đêm không quên được việc nhân tình cô yêu thích Nelson lại từ bỏ cô trước để đến với người con gái khác, điều mà cô ta cho rằng lẽ ra bản thân cô ta phải là người chủ động. Sheila tuyệt nhiên không thích phải rơi vào thế bị động như trong trường hợp này. Nỗi ám ảnh về Nelson trong lòng Sheila ngày một lớn. Chính vì thế Sheila đã tìm cách để lấy được mật khẩu xâm nhập vào di động của Nelson từ xa, theo dõi lịch trình của anh, rồi bất ngờ xuất hiện bên cạnh như một dịp tình cờ. Hết lần này đến lần khác, Nelson cảm thấy giật mình khi đi đâu cũng bắt gặp Sheila. Không dừng lại ở đó, khi phát hiện Nelson và Anna ngày càng mặn nồng, Sheila trở nên ghen tuông hơn. Khi về nhà, gặp Paul, Sheila thường xuyên nổi giận vô cớ. Cô thường nhắc đến những người bạn đồng nghiệp ở công ty, nói rằng bạn cô đang vướng vào một tình huống không biết nên xử lý thế nào. Sheila kể cho Paul nghe về câu chuyện của chính mình, nhưng thay vào đó là những cái tên khác như Melissa là cô và Jack là Nelson. Anna vẫn giữ nguyên tên. Paul lắng nghe và Sheila hỏi xem người bạn đồng nghiệp của mình nên làm gì cho hợp lý. Dĩ nhiên người điềm tĩnh như Paul không đưa ra lời khuyên cụ thể, chỉ dặn Sheila nên để đồng nghiệp tự giải quyết. Khi nhận được câu trả lời có vẻ dửng dưng của chồng, Sheila không nói gì. Sau tất cả, không ai biết được để giành lại thứ mình muốn, Sheila lựa chọn loại bỏ Anna.
ngày 8 tháng 11 năm 2002, Sheila đến căn hộ ở Stamford của Anna và tước đoạt mạng sống của nữ chủ nhân căn nhà. Xong xuôi, Sheila thản nhiên đến bồn rửa tay rửa sạch tội lỗi mà cô ta vừa gây ra, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường vụ án. Khi rời khỏi nhà của Anna được một đoạn, Sheila ghé vào nhà hàng gần đó và dùng điện thoại công cộng để gọi 911, giả làm hàng xóm của Anna và nói với cảnh sát rằng: "Tôi nghĩ có một gã đang tấn công hàng xóm của tôi." Tất nhiên, để không lộ tẩy tội ác của mình, cô ta từ chối cung cấp tên cho người điều hành 911 mà chỉ cung cấp địa chỉ nơi ở của Anna. Khi cảnh sát đến, họ phát hiện Anna đã không qua khỏi, cơ thể bị tác động nặng nề. Thời điểm vụ việc vừa được phát hiện, khi Nelson đang đau buồn vì mất đi người bạn gái, Sheila chớp lấy cơ hội tìm đến và an ủi động viên nhằm hàn gắn mối quan hệ. Sheila sau đó cũng thường xuyên mời Nelson về nhà mình ngủ lại qua đêm. Mỗi lần như vậy, Sheila đã nói với Paul rằng người em trai bị bệnh của cô sẽ ghé chơi và em cô không thích việc gặp người lạ. Vậy nên Paul hãy tạm thời rời khỏi nhà để em trai cô được thoải mái. Tôn trọng vợ, mỗi cuối tuần Paul mang theo đồ đạc cá nhân rồi rời khỏi nhà. Mối tình vụng trộm đó tiếp diễn cho đến ngày 22 tháng 3 năm 2003, khi chiếc ô tô được người dân báo án. Chính là lúc Sheila đã quá chán ngán chuyện tình trong bóng tối của mình và một lần nữa muốn thủ tiêu ai đó để bản thân cô ta thỏa mộng chung sống với nhân tình. Lần này, người mà cô ta muốn loại bỏ chính là Paul, người chồng mà chính cô ta đã lựa chọn. Cụ thể, vào ngày 22 tháng 3 năm 2003, sau gần một năm không gần gũi chuyện vợ chồng, Sheila đột nhiên gợi ý một trò chơi kích thích chăn gối với Paul. Nhận thấy tình cảm vợ chồng ngày càng lạnh nhạt, Paul cũng muốn xây dựng lại mối quan hệ với vợ, nên anh đồng ý mà không có bất kỳ nghi ngờ nào. Cách chơi chính là sẽ có một người bị cố định lại trên ghế và dùng khăn che mắt. Người còn lại sẽ lấy các đồ vật để lên người của người kia, để người kia đoán vật đó là gì. Ai đoán đúng nhiều hơn sẽ thắng. Sheila chờ trước, cô nhờ Paul cố định tay cô vào lưng ghế cũng như che mắt cho cô. Và Sheila bắt đầu đoán những thứ mà Paul đã để lên người mình. Đến lượt Paul, anh cũng bắt đầu hào hứng với trò chơi. Sheila cố định tay chồng vào ghế, cẩn thận che mắt anh lại và bắt đầu. Ban đầu là những đồ vật đơn giản, Paul có thể đoán được vài món mà Sheila lựa chọn. Nhưng rồi đột nhiên khi đến món đồ cuối cùng, Sheila đã đặt vật gì lành lạnh và khá sắc nhọn lên người Paul. Chưa kịp đoán thì bất ngờ Paul bị thương và bắt đầu chảy nhiều máu. Khi biết Sheila đã làm tổn thương mình, Paul yêu cầu Sheila cởi tay và đồ che mắt của anh ra. Sheila lúc đó luôn miệng nói xin lỗi vì mọi chuyện chỉ là sơ suất trong lúc chơi trò chơi mà thôi. Paul yêu cầu vợ nhanh chóng gọi cấp cứu. Tuy nhiên Sheila hai lần gọi đều tự tắt máy khi chuông bên kia còn chưa kịp reo đến vị thứ ba. Sau cùng, Sheila quyết định lái xe chở Paul đến bệnh viện thay vì gọi cứu thương. Paul vẫn một tay giữ vết thương, còn Sheila lái xe. Thế nhưng khi đến bãi đổ xe của bệnh viện, Sheila lại đột ngột tác động vào người Paul bằng vật sắc nhọn một lần nữa, khiến anh gần như gục ngã. May mắn một vài người đi đường đã phát hiện chuyện này và gọi điện báo cảnh sát. Mọi chuyện từ lời khai của Paul cho đến Nelson đã tố cáo Sheila. Tuy nhiên bao nhiêu đó là chưa đủ để khởi tố người phụ nữ độc ác. Cảnh sát ngay sau đó đối chiếu mẫu máu tìm thấy ở nhà Anna cùng với máu của Sheila. Đúng như dự đoán, kết quả cho ra là trùng khớp. Ngoài ra, các nhà điều tra cũng tìm ra bằng chứng gián tiếp từ cuộc gọi 911 mà Sheila đã thực hiện sau khi thực hiện hành vi tội ác với Anna trước đó. Với sự trợ giúp của phần mềm nhận dạng giọng nói, các chuyên gia đã so sánh bản ghi âm cuộc gọi 911 tại nhà hàng hôm đó với bản ghi âm giọng nói của Sheila để Nelson lẫn Paul nghe thử. Và cả hai đều chắc chắn rằng Sheila là người đã thực hiện cuộc gọi. Ngày 10 tháng 2 năm 2002, trong phiên tòa xét xử Sheila, bồi thẩm đoàn đã công nhận các bằng chứng của bên công tố là hợp lệ và kết tội Sheila. Sheila bị kết án 50 năm tù vì tội sát hại Anna và cộng thêm 25 năm tù vì tội cố ý sát hại chồng mình. Cô ta sẽ không đủ điều kiện để được tạm tha cho đến năm 2079. Lúc đó, người đàn bà mang đầy tội lỗi Sheila có lẽ đã bước qua tuổi 110.
năm 2015, Sheila kháng cáo bản án vụ sát hại Anna. Trong đơn kháng cáo của mình, Sheila lập luận rằng Paul sẽ không thể làm chứng về cuộc trò chuyện của họ về mối tình tay ba liên quan đến cô, Anna và Nelson. Theo Sheila, những thông tin liên lạc này lẽ ra phải được bảo vệ bởi đặc quyền hôn nhân vì họ đã kết hôn vào thời điểm những cuộc trò chuyện này diễn ra. Tuy nhiên, tòa án tối cao Connecticut đã ra phán quyết rằng những thông tin liên lạc này không được luật pháp tiểu bang bảo vệ vì chúng không được tạo ra bởi tình cảm, sự tin tưởng, lòng trung thành và sự chính trực của mối quan hệ hôn nhân. Cuối cùng, Sheila vẫn phải chịu mức án đã định, nhận lấy sự trừng phạt thích đáng cho những sai lầm mà bản thân cô ta đã gây ra. Dẫu không biết được đến bao giờ kẻ ác như Sheila mới hối hận về những gì mình đã làm, nhưng ít nhất đó là câu trả lời công bằng nhất có thể cho những nạn nhân dưới tay cô ta, nhất là Anna. Còn về phần cảm thông với người phụ nữ vốn bị ba mẹ ép cưới như Sheila, thật khó lòng bàn luận hay thông cảm khi có lẽ ngay từ ban đầu ý thức về tình yêu của cô ta vốn đã lệch lạc. Vậy nên mới có chuyện ngay khi kết hôn với người chồng thứ hai là Paul, người mà chính cô ta đã chọn lựa vì yêu, thì vẫn không hoàn toàn thỏa mãn được nổi những khao khát tội lỗi chẳng thể dừng của cô ta. Dẫu sao thì mọi mối tình sai trái đều sẽ phải kết thúc. Và có một chân lý mà tôi tin rằng luôn đúng, đó là sẽ chẳng bao giờ có quả ngọt chân chính nào dành cho kẻ chỉ có tâm độc ác, dối lừa.